Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo. Hello. Ngày hôm nay Dương Thanh Vàng và La Thành cũng như Nicole lại gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube của MTV Media cũng như trên hệ thống mạng xã hội MyClip, nơi chia sẻ những video clip đặc sắc nhất. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Không biết là Nicole, anh cho em và La Thành cùng mặc một bộ trang phục màu đen nhưng em lại được một cái áo khoác nữa, lý do gì ạ? Hôm nay anh sẽ cho em trở thành một quý ông lịch lãm. Quý ông lịch lãm đón tiếp một khách mời, là khách mời đó là gì của em ạ? Khách mời đó sẽ là bạn gái của em. Số này em được hưởng rồi nha. Không biết người ta làm gì mình hết trơn, mình không có biết được kịch bản hay là gì hết á. Vậy thì bạn có chuẩn bị một chút hành trang gì cho bản thân mình trước khi tới với các thử thách không? Không, không có hành trang gì. Em đâu có biết là em sẽ là cái gì ở trong, em sẽ bị hành như thế nào. Mà em chuẩn bị tâm lý, bây giờ chỉ chuẩn bị tâm lý đón nhận những cái gì mà sắp tới với mình thôi. Rồi, với cái tạo hình như thế này thì bạn nghĩ là mình sẽ vào những cái vai diễn như thế nào? Và thử thách gì? Tình huống gì? Tình huống về hả ta? Nói chung là mặc đồ cũng khá là xinh đó. Không biết là vô tình huống gì nữa. Em có bạn gái hả? Vậy hẹn hò qua đâu ta? Để em sẽ tìm phương án. Còn La Thành à, còn La Thành là ngày hôm nay ảnh sẽ vẫn là người đồng nghiệp của em. Anh La Thành hôm nay sẽ không phải là đồng nghiệp của em nữa mà sẽ là anh trai của em. Nghi lắm, vẽ râu là nghi rồi. Thì đó, còn chờ đợi gì nữa thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ vị khách mời và những tình huống xảy ra tiếp theo trong câu chuyện ngày hôm nay tại Thực Khách Bá Đạo. Ba, hai, một, diễn. Anh Thành. Hả? Thấy em sao? Ô, em trai tôi. Đó. Trời, bữa nay nhìn ngon lành vậy. Bình thường đồ bộ không, bữa nay bận đồ vest đồ nữa. Anh bận đồ bộ như phụ nữ vậy anh, em đang cũng đang quan má. Bận như thế này là phải có vấn đề. Không khơi khơi em trai của anh một đứa không hề biết chứng diện ăn bận mà đóng một cái bộ này. Đoán thử xem. Sắp tới có sự kiện gì đây? Sắp tới có sự kiện gì đây? Sự kiện gì đây? Mà ăn bận này để làm cái gì đây? Giới thiệu bạn gái. Đi. What? What? Giới thiệu bạn gái. Mày có bạn gái hả? Gái. Nói tao muốn cười vô mặt mà ghê luôn á. Có bạn gái thì cả trời. Thiệt mà trời đất ơi, bạn gái em là em quen trên ứng dụng mạng xã hội mà không ngờ luôn á. Quen được bé đẹp hú hồn luôn. Quen trên mạng xã hội phải cẩn thận nha. Nó đâu có gì đâu cẩn thận, mạng xã hội này là mạng xã hội an toàn và rất là lành mạnh bình thường. Ứng dụng Speak Couple. Nè. Ô, có sách nát có trứng. Anh vô ứng dụng nè, đó, anh vô ứng dụng thấy không? Rất là nhiều người để mình lựa chọn nè. Cái gì vậy? Đó. Được coi anh chị ạ? Hả? Mạng này anh tải bây giờ anh chơi rồi. Quá. Em trai anh nói cho em biết, giỡn với em thì là anh giỡn với em vì em là em trai của anh. Nhưng khi đối diện với một người con gái, nhất là con dâu tương lai của cái gia đình này, anh buộc phải có một cái thái độ khác. Vào gia đình này phải lễ giáo gia phong. Em hiểu với anh chứ? À, cái lễ phóng gia giao đó, cái lễ giáo gia phong đó thì ok em đi được mà. Sẽ không khó nhưng mà anh muốn người bạn gái này phải thật xứng đáng với em. Rất xứng đáng với em, rất hợp tính hợp tình em. Anh tin vào con mắt nhìn người của mày. Dạ, tóc dài, da trắng bằng áo bà ba, đi đôi guốc mọc rất là dễ thương đáng yêu. Khi nào cô tới? Thì em phải đi đón. À đúng đúng, mình là phải lịch sự mà, đàn ông mà, đi đón đi em. Dạ, em được đi ra khỏi đây rồi. Em đi đây. Cuối cùng nó cũng có người yêu. Anh hai ơi! Anh đây! Tới rồi! Đâu? Bạn gái em tới rồi! Ngồi nè em, đó. Đang ngồi, ngồi. À, dịu dàng nít nè. Hả? À, không sao, chỉ là một cái bề ngoài thôi mà. Quan trọng vẫn là cái nội thất bên trong.
À không, nội tâm bên trong chứ. Nội tâm. Ok, nội tâm thôi nha, đừng có tìm hiểu anh ma. Dạ. Vì, thôi à. À, vì đây là anh trai của anh. À, anh Thành. À chào Vi. À, hồi nãy nó có nói sơ sơ là hôm nay là nó dắt một người bạn về ra mắt anh. Đó giờ là nó không bao giờ dắt một người nào về nhà để hết. Nó có không quen ai hết. Mà hôm nay bất ngờ tự nhiên hôm nay nó dắt em, anh cũng bỡ ngỡ luôn. Nhìn em. Nhìn em sao anh? Anh biếu luôn. Biếu luôn á. Không ngờ thằng này không quen thì thôi. Quen tới công chuyện quá trời. Phải nói là hai đứa nha, anh nhìn sơ sơ nha, anh nói thiệt không phải nịnh chứ là cái nét phu thê. Có nét phu thê. Tụi bay không có nét luôn. Cái nét phu thê. Có nét phu thê. Tụi bay không có nét luôn. Không một cái hình nào vô với cái hình nào luôn. Nhưng duyên phận ông trời mà mấy đứa sắp đặt hết. Mình không biết trước được cái gì đâu. À, Vi uống miếng nước đi em, uống miếng nước đi. Ừ. À, anh nhiệt tình quá. Dạ. Anh làm em run quá. À em run hả? Không sao đâu, anh tính tình anh nói vậy đó. Chứ mà thật sự em tiếp xúc anh thời gian, em sẽ muốn tiếp xúc nhiều hơn, không còn run nữa đâu. Nói gì với anh hai, cho anh hai vậy, lấy thiện cảm đi. À Vi giới thiệu về bản thân mình đi em. Em tên Vi. Hết rồi, không tin gì nữa. Tại vì bình thường em cũng ngại, em ít nói lắm. Em là một không, cô gái kiệm lời. Không có, bình thường nói dữ lắm, bình thường nói nhiều lắm nói. Em ít nói lắm. Vậy hả? Ok, anh hiểu mà. Thật sự anh cũng thích cái kiểu con gái như em. Vi về quê ở đâu em? Dạ, quê em ở An Giang anh. An Giang hả? À, An Giang. Uống nước đi. Hồi xưa là anh có coi dự báo thời tiết đó, An Giang, Vịnh Thái Lan rồi đúng không em? An Giang, Vịnh Thái Lan rồi đúng không em? Vịnh An Giang mà Vịnh đâu anh? An Giang, Vịnh đúng không? Vịnh Hạ Long hả? Ừ, không, cái hồi xưa có coi dự báo thời tiết gì mà gió giật trên cấp 7, cấp 8 ở vừa vùng biển An Giang và Vịnh Thái Lan là em ở gần đó đúng không? Là em ở An Giang hả? Em An Giang nhưng mà em ở gần American Tho. Mỹ Tho. An Giang. Mỹ Tho. Là em ở Mỹ Tho. Gần Mỹ Tho. Quê em ở An Giang mà em lên Mỹ Tho em chơi rồi em ở Mỹ Tho. À là em đẻ ở An Giang rồi em lên Mỹ Tho em chơi. Rồi em lên Sài Gòn này để làm gì em hả? Em lên Sài Gòn em đi học. À đi học. À. Ủa nhưng mà anh cho anh hỏi là hai đứa biết nhau lâu chưa? Mà nguyên nhân tại sao hai đứa quen nhau, tìm hiểu nhau và hôm nay quyết định có cái cuộc gặp ngày hôm nay vậy? Nói nào ngay với anh hai là hai em tìm hiểu nhau trên cái mạng ứng dụng xã hội. Anh biết rồi. À, cái mạng được mang tên là Speakable. Anh có hỏi mày đâu? Dạ. Để cho bạn gái trả lời. Thì em có quảng cáo cho cái mạng đó mà sao mà đứa nào cũng nói như đó vậy? Không thì anh đúng. Đang muốn hỏi tìm hiểu vấn đề không? Là anh muốn hỏi là tại sao tìm quen nhau, điều kiện như thế nào, tại sao gặp nhau, nguyên cớ gì trong một cái hoàn cảnh nào đó thứ. À, tức là sao mà em thích anh? Ví dụ như là tụi em quen nhau trong một lần thằng này uống bia hôm, hay là anh xin lỗi, không ý là thí dụ thôi chứ làm sao mà tự nhiên quen nhau trong một lần uống bia hôm được, nó nghe nó vô lý vô cùng. À, gặp nhau ở đâu cơ? Gặp nhau ở trong thế giới di động á anh. Thế giới di động. Dạ. Yeah. À. Bữa đó đi mua điện thoại rồi xong rồi gặp nhau, vô tình gặp nhau. Vậy hả? Tự nhiên đứng kế rồi lựa rồi chọn hai cái giống nhau. Đó. Ủa, vậy hả? Dạ, yeah, rồi cũng vô tình là có chơi cái app Speakable. Hả, em lại là như rồi ha. Ừ, đúng rồi cái app đó. Ừ, anh thuộc luôn rồi mà. Ừ, cái app. Nhưng mà anh muốn hỏi em á là người ta thích nhau là phải có lý do. Đúng. Đúng không? Đúng. Cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà gặp thằng anh, thằng em của anh, lúc mà hai đứa lừa điện thoại đó, cái lý do gì mà em quyết định cho người này một cơ hội? Bình thường em thích ăn mì gói, em gặp cái tóc em kết. Có cái đầu này em nói rồi, làm cái đầu này là sẽ có bạn gái mà anh hai không có chịu nghe. Sẽ có bạn gái mà anh hai không có chịu nghe. Cái lý do không hề khiên cưỡng ha mấy đứa ha. Nó rất là tự nhiên, nó rất là đời, nó không có cái gì gọi là một cái gọi là mình ràng buộc hết. Nó tự nhiên quá trời. Không. Anh không hiểu được đâu, tình yêu của tụi em bây giờ nó dễ thương đáng yêu lắm. Ai nói nghe nè, cái cảnh đó anh nghĩ sẽ rất dễ thương luôn á. Tụi em có thể diễn lại cái cảnh hai đứa lừa điện thoại rồi vô tình bắt gặp nhau trong ánh mắt không? Chuyện hai đứa quen nhau như chuyện ngụ ngôn vậy đó em, khó tin lắm luôn á. Hai đứa có thể kiểu như đi lừa điện thoại rồi gặp nhau rồi này kia được không? Còn nói gì nữa, ngày hôm đó vô tình em đang ngồi vào để bàn lừa điện thoại thì có một con bé ngồi tới. À em là nhân viên ở đây hả? Không, em đi tới em mua điện thoại. Điện thoại hả? Nhìn răng em đẹp quá. Hình như chúng ta có nét phu thê, hai hàm răng tứ giống nhau quá nè. Cùng chỗ bác sĩ. À chắc là vậy. Ủa sao tụi em gặp lần đầu mà có duyên với nhau quá trời vậy trời.
Trời ơi, duyên dáng quá, thế hệ trẻ bây giờ nó tự nhiên. Rồi tiếp đi, rồi dạ. Sao nữa? Em tới đây làm gì? Em tới đây em mua điện thoại. À, mua điện thoại. Nhưng mà hồi tối á, em ngủ em có nằm chim bao. Em thấy được định mệnh của đời em, cho nên em đến đây em mua điện thoại. Em ơi, như vậy là duyên số đưa tụi mình tới với nhau rồi. Đêm qua anh cũng nằm mơ, má anh về, râu má anh dài, tóc má anh bạc phơ. Má nói với anh là ngày mai nhớ đi mua cái điện thoại, thế nào cũng sẽ gặp được ý chung nhau. Hai đứa, thí dụ mà mình ngủ mình hay nằm mơ quá, mình uống thuốc ngủ đi tụi bay. Hai cái câu chuyện vậy mà tụi bay cũng có thể liên với nhau được, hay thiệt luôn á. Anh sao vậy, miễn sao người ta yêu nhau được rồi. Anh sao mình khó khăn quá à, ngộ. Không phải là khó, anh đang muốn biết sự thật. Em hiểu không? Tại vì giới trẻ bây giờ sống vội vàng lắm. Anh không muốn cái gì tụi em vội vàng. Người ta nói là kêu là bạo phát thì bạo tàn. Anh muốn hạnh phúc của người em trai của anh nó phải vững bền vậy thôi. Đó, rồi sao nữa, rồi sao thôi nữa? Được rồi, nhưng thôi mà... nói sự thật đi Vi ơi. Nhưng mà nãy giờ anh thấy cái nết em, anh có thấy vội vàng không? Em là một người điềm tĩnh, em không hề vội vàng. Mà anh cứ khẳng định giới trẻ như vậy là không có được anh. Anh xin lỗi giới trẻ. Dạ. Thì không, nói chung người lớn mà họ phải cẩn tắc vô ấy nấy đúng không? Họ phải lo xa một xí em. Đó, dạ. Nhưng mà tụi em mà quen nhau bao lâu rồi? Chắc cũng lâu nên tụi em mới dắt về đây điện đúng không? Điện thoại iPhone 13 mới ra giờ chắc cũng tầm 6-7 tháng á. 6-7 tháng, tụi em biết nhau là gần nửa năm trời hả? Đâu có. Nói vậy anh. Tụi em biết nhau bao lâu? Mới hôm kia mà. Điện thoại iPhone 13 ra 6-7 tháng. Không, ý anh là nãy ngồi bên kia nói là Kim nói sự thật là anh nói là sự thật đi. Nãy giờ anh tưởng em giỡn. Vẫn có gặp nhau trên điện thoại đâu. Là nãy giờ anh giỡn đúng không? Giỡn. Kỳ quá. Lại thấy anh vui quá giỡn. Thôi nói sự thật cho anh nghe đi, chứ để mụ ảnh. Ủa là mày. Sao là mới biết nhau? Mới biết nhau rồi nhưng mà dắt hai, về. Hai đứa em yêu nhau. Mến nhau. Mến nhau. À là bạn bè thôi hả? Tụi em là bạn bè thôi hả? Bạn bè thì được, thì dắt về nhà chơi nói chuyện bình thường thì được, không có gì. Bạn hôm qua, bữa nay mới yêu. Là hai đứa em yêu nhưng mà giấu. Mà bây giờ tụi em yêu giống như là bạn chứ không phải là yêu là... Yêu là yêu, không có yêu mày là giống bạn được. Bình tĩnh không Vi? Bình tĩnh lại em. Hai đứa anh hiểu không? Mình yêu mình phải là một người bạn, mình mới chia sẻ được với nhau. Anh hiểu, anh hiểu cái cách sau, cái suy nghĩ của em dạ. Rất là hiện đại. Nhưng mà anh tính hỏi em là thích, ví dụ như mình tiến tới hôn nhân rồi thì khi nào là tụi em tính có em bé? Sao được chứ? Em tính sao? Em hả? Thôi, nói chứ ngày hôm nay thật sự là em dẫn Vi tới là để ra mắt anh. Tại vì Vi thật ra cũng là bạn gái của em, mới quen 2 ngày. Thật sự là vậy. Nhưng mà chưa chính thức nói lời yêu nhau. Ngày hôm nay qua đây thì em cũng muốn... Vi! Dạ? Em phải nói một lời yêu thương em trai của anh được không? Vi, em phải nói lên được những ưu điểm của nó, rồi em tổng hợp những ưu điểm đó lại, em kết bằng một cái lời em yêu anh được. Anh mạnh mẽ lên nè, mình men lên xíu nè. À, nghe anh hỏi nè, em có đồng ý làm người yêu anh không? Em đồng ý. Khúc này hay nè. Anh hỏi nè. Em đồng ý. Anh chưa. Em đồng ý. Tao ngồi đây tao còn nghe mày không nghe. Thôi em gái em dâu vô đây ngồi, gân vô đây ngồi. Trời đất ơi thiệt, nãy giờ anh phải làm vậy em hiểu không? Tại vì mới gặp mà. Ê, hey, hello bạn. Bạn đó kìa. Ủa sao bữa nay điện bữa nay giờ này vậy? Hello cậu. Hello. Ồ, lâu quá mới gặp nhau. Ê. Hey. Hello. Hello bạn. Ủa lâu quá điện cho tôi. Ê, bữa nào mình đi nhậu đi, tôi dẫn bạn gái tôi theo chơi. Nè. Ê, bạn gái là đẹp gái không mày? Ê, ông nói chuyện với bạn gái tôi mà làm gì vậy, làm sao? Bạn gái của ai? Bạn gái của nó, chứ không lẽ bạn gái mày. Ủa, gì vậy Dũng? Ủa, đây là bạn gái tôi mà. Dũng, đây là bạn gái tôi mới quen, tôi mới quen trên app Dũng. Bé nó tên Vi, ở An Giang. Ủa là... Vi, em đang làm gì đó? Bạn gái cũ là trước đó quen em, mình mới nhau qua 2 ngày là đã chia tay rồi. Vậy là... Trời ơi, ông làm tôi hết hồn Dũng. Ông là người yêu cũ đúng không? Cũ. Chia tay rồi hả? Chia tay rồi. Em trước lắm. Cái gì được lắm? Ủa, ông người yêu cũ gì mà tự nhiên vậy giận? Người yêu cũ chắc còn yêu em cho nên giận.
Không, Dũng ơi, bây giờ mình nói rõ ràng đi. Dũng là bạn gái này của em là quen nhau lâu chưa? Tối nay em ngủ ngoài đường đi. Tối nay em ngủ ngoài đường. We finished rồi mà, we chia tay break up rồi mà. Tại sao ngủ ngoài đường? Tiếng Việt không có gành anh ơi. Quá. Lý do tại vì tiếng Việt không có gành cho nên em không có cùng quan điểm, không có quen được nữa. Đúng anh rồi. Hiểu không? Tại vì người Việt với người Việt mình mới chia sẻ được với nhau. Còn một người phương Tây, một người phương Việt. Vì đó mà... Đừng có nói xấu nha. Hả? Em tệ lắm đi à. Cái gì? Không có nói xấu. Đâu đúng rồi, đâu có ai nói giờ, xấu giùm đâu. Bây giờ chia tay rồi thì thôi đi đúng không? Thôi vậy thôi. Dũng ơi, bữa nào mình gặp lại nhau sao nha. Bữa nay công việc nhà đình tôi hơi rối ren. Chắc là ông không hiểu được vấn đề của tôi đúng không? Anh đây làm anh sẽ đi về. Vậy thôi, bữa nào ta gặp ha. Ủa là sao vậy đó? Là Ủa em ơi, là bạn trai em mới chia tay được 1-2 ngày. Rồi bây giờ em có thêm thằng em anh nữa là bạn trai mới nữa. Rồi ủa sao tình cảm của em nó nhanh đến nhanh đi, nó vội vàng quá vậy em? Nói chung là cái gì nó không có tốt nữa thì mình... Một khi em đã quyết định cái chuyện gì rồi thì em đã suy nghĩ trước đó. Chứ em không phải là bây giờ em gặp một cái người mới rồi em quyết định em chia tay. Wait! Dũng mới nhắn tin cho tôi chia tay đi. Là bây giờ mới nhắn ba chữ chia tay đi kìa. Nè, anh hai dòm đi. Kỳ lạ, tao thắc mắc là tại sao Dũng quen con bé này mà tại sao lại nhắn tin cho mày là chia tay anh đi. Anh không có hiểu gì hết trơn. Không, thằng Dũng là bạn em. Bây giờ con... Thì chính vì là bạn anh cho nên trước đó anh ảnh là người bạn trai cũ của em. Bây giờ không muốn anh quen em cho nên kêu anh là chia tay. Có thể ảnh có thể nói xấu em, đặt bịa chuyện này kia nọ để anh không quen em. Không tức là Dũng nó nhắn cho anh là kêu chia tay nhỏ này đi, nó không tốt, nó xấu em đúng không? Ủa vậy là bạn này không tốt rồi, bạn này bạn xấu rồi. Em mà anh nói nghe nè, khi mà em bắt đầu một mối tình mới với em anh thì em đã suy nghĩ được bao lâu rồi em? Cái quỹ thời gian em dành cho cái mối tình mới này là khoảng bao lâu? Nói chung là em gặp em không có em nói rồi, em thích cái tóc. Chứ là em thấy anh này anh cũng đàng hoàng. Nhưng mà là anh cảm thấy là tất cả những cái mối quan hệ xung quanh của em đó, chuyện tình cảm của em đó, em vội vàng quá vậy. Cái gì em cũng ào ào rồi em ra đi, mà chưa kể là nói thằng Dũng là hai thằng bạn thân rồi. Tự nhiên bây giờ em quen thằng bạn đó rồi, em quen nó rồi, biết đâu em về nhà này rồi em cảm mến anh rồi tùm lum chuyện nữa làm sao. Cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu anh. Thứ nhất là anh Dũng với lại ảnh là bạn em đâu, em không hề biết nha. Trái đất nó tròn mà anh. Đúng rồi, chứ. Còn mà một khi em quyết định một cái mối quan hệ á, là tất nhiên em với lại anh Dũng đã có một cái khoảng thời gian không hiểu nhau. Đúng rồi, thì hiểu nhau, em sẽ rồi. Đúng rồi, em sẽ em cái suy nghĩ em nghĩ mình không đi được đường dài nữa thì mình tốt nhất mình chia tay. Chia tay sớm mới đồng hồ nha. Yeah. Thì bây giờ em gặp được cái thì đó. Định mệnh của em Vy. Rồi. Bây giờ như vậy, anh nói nghe nè. Hai đứa mình sẽ gắn bó và yêu thương nhau suốt cuộc đời này luôn nha. Cho cái menu quê chủ quán. Đâu á? Ủa đợi. Ủa? Ủa? Đâu đây? Yeah bro. Yeah. Bạn thân của tụi nó mới gặp. Ủa? Yeah. Hello. Hello bro. Yeah. Ủa, ơi, gặp luôn. Này bạn em ở nước ngoài mới về. Dạ này ngon vậy? Làm gì đây? Quán tôi, đây là quán tôi. Trời ơi, lên. Thôi chuyện đó mình nói chuyện sau em ha. Lên quá, lên quá. Đây bạn gái tôi. Oh, hello em. Sao đây? Gì? Thì bên quán tôi mà. Sao đây? Thì bên bạn gái tôi. Bạn gái dắt về ra mắt. Đâu hỏi mày đâu. Sao đây? Thì bạn gái tôi dẫn về đây ra mắt anh tôi. Tôi hỏi ông sao đây thì mày đúng á. Chuyện 24 tiếng trước nhớ không? Nhớ mày. Sao mà quên được? Anh xui. Vậy hả? Chuyện tối hôm qua đi nhớ không? Mày khùng hả mày? Tự bạn gái này chuyện tối hôm qua nhớ không chuyện của nó. Không phải bạn gái mày đâu. Đúng rồi, chưa có phải bạn gái tại quen đâu. Nhưng mà tìm hiểu rồi hôm qua đi chơi, đi ăn ngoài Bùi Viện. Uống rượu, xỉn ơi là xỉn. Ôm nhau bá vai bá cổ. Rồi em nói là em muốn tìm hiểu anh này nọ. Em nói em thích bad boy. Vậy mà tự nhiên thôi giờ em dến vô bộ đồ vest là sao rồi ta? Quay Khoan. Là hôm qua hôm kia là xỉn rồi nha. Là bờ kè
cái hôm qua nói với tôi là đi gặp đối tác, cái không gặp được là ủa. Em gái ơi, cho anh một ý kiến nhỏ này thôi về cái thái độ của em đó em. Có nghĩa là từ nãy giờ khi mà em quen Dũng xong, cái em bỏ Dũng em quen nha thằng này. À, rồi cái mặt em nó cũng như vậy, cũng cười vui vẻ với em, không có lỗi làm gì. Bây giờ em gặp luôn bạn của thằng em anh, hồi hôm qua mới đi ăn tối hay không, tụi nó nói tùm lum tùm la, bây giờ em gặp người ta đi ăn uống, nó nói vậy mà cái mặt anh vẫn như vậy. Ủa là thái độ gì vậy em? Ủa em có biết những chuyện đó nó không đúng đắn không? Anh ơi, tại vì bây giờ cái tâm trạng nó cũng không có được bình thường lắm. Em vừa mới chia tay cái mối quan hệ trước á, em muốn quên, em đang cố gắng để quên, cho nên em mượn rượu để em không còn nhớ người yêu cũ nữa. Có nghĩa là em muốn quên cái mối tình đã qua. Dạ. Bằng sao cách là em làm cho những người xung quanh không thể quên em á hả? Tối hôm qua em nói là em muốn tìm hiểu anh. Em nói là em không thích mấy cái thằng công sở, em không thích mấy cái thằng mà đầu quắn. Ủa chứ hôm kia em nói với tôi là em không thích mấy cái thằng mà vuốt keo, rồi ăn mặc bad boy, đem dây xích này đó. Rồi tự nhiên là sao? Hôm nọ em nhớ không, em nói với anh là em ghét mấy thằng mọt sách công sở, em ghét mấy thằng mang giày tay nhìn nóng nực, em thích phong cách phong trần bụi bặm. Rồi bây giờ hai đứa bay khoan đi, bây giờ để anh hỏi con bé này cái. Em à, em có hiểu cái gì nó gọi là tình yêu không cưng? Tình yêu là hai trái tim đến với nhau đó, chứ không phải là cái tình yêu này. Đây không phải là tình yêu em ơi, em đang sai đó. Nhưng mà em nghĩ mấy anh có hiểu sai cái ý của em không? Hiểu sai là sao? Là sao? Em mới nói là... Em nói là em đang tìm hiểu, chứ em chưa nói yêu một cái người nào hết mà. Rồi em anh? Cũng đang trong quá trình tìm hiểu, chứ em đâu có nói là em sẽ đi đường dài với ảnh đâu. Anh cũng vậy, em đâu có nói hôm qua em gặp anh thì đúng là em sai, là em đang tìm hiểu nhiều người cùng một lúc, nhưng mà em chưa có xác định là em sẽ yêu anh nào để em đi đường dài với anh nào. Tại vì em vừa mới chia tay một cái người yêu cũ, một cái mối quan hệ, thì em khá bị tổn thương, em bị thiếu thốn tình cảm, cho nên em thấy người nào quan tâm em, người nào đang lo lắng cho em thì em cần cái điều đó bây giờ, chứ em đang tìm hiểu đó. Nói chung là em đang tìm hiểu. Ủa em ơi, tức là em đang bị người khác làm tổn thương, cái em gieo cái sự thương nhớ và tổn thương nó lên người của anh, rồi lên người của bạn thân anh, mà trong khi cái thằng mới vừa chia tay với em nó cũng là bạn thân của anh rồi, bao nhiêu con người thằng bạn thân của xung quanh anh, là em đang gieo thương nhớ cho tụi nó hết sao? Kỳ vậy đâu được. Người ta tìm hiểu là người ta tìm hiểu một đối tượng thôi em, đối tượng nào em cũng tìm hiểu hết vậy? Tại vì em tìm hiểu một cái đối tượng nó đã nhiều năm rồi, quá mất thời gian mà không được gì hết. Nhưng mà em tìm hiểu anh với cái mức mình chỉ đi nhậu này kia, em với anh, hai anh, tất cả anh, em chưa có hề cái gì nó. Stop. Anh muốn khẳng định là một lần, anh muốn tìm hiểu một lần nữa, em với bạn này có cái gì vượt quá mức gọi là tình bạn không? Không, mới đi tìm hiểu ăn uống với nhau rồi bữa đó nó... Có nắm tay chưa? Nắm tay rồi. Có nắm tay? Có nắm tay. Chưa hôn luôn. Chưa hôn? Chưa hôn luôn. Còn mày? Mắt dài. Mắt dài, chưa được nắm tay luôn? Chưa luôn. À, thật sự thì thôi, tôi bây giờ ở đây anh là người lớn nhất. Dạ. Ừ. Tại anh có râu thì không biết anh mới em cho anh nói chuyện một cái gì. Anh thực anh thấy thật sự thì anh không ủng hộ cách sống của em, anh không ủng hộ cái cách mà tìm hiểu một mối quan hệ của em đâu nha. Nhưng mà hai đứa bay cũng kiểu như cũng dở. Tại vì sao? Tại vì trời ơi, mình tìm hiểu một đối tượng mà không biết đối tượng này có thật muốn tiếp tục, có muốn hướng đi lâu dài hay không. Còn tụi bay tìm hiểu ào ào, tụi bay cứ sống vội vàng, tụi bay cũng sống vội vàng luôn. Mà bây giờ tao nói là hai thằng đàn ông bây giờ đi bắt chẹt một người phụ nữ là làm sao? Bây giờ anh hiểu ý em. Anh hiểu ý em lúc nãy rồi. Thật sự thì em biết không? Anh cũng chưa có người yêu bao giờ hết. Anh cũng muốn anh Thành. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Ngày hôm nay thì phải nói là rất hát não cho Vi Phạm. Thầy không biết là cảm giác của em khi tới với chương trình này như thế nào? Bây giờ là em đang vẫn còn run, tại vì đến chương trình này mình không có cái nội dung hay là gì, không biết gì hết.
vô bị dồn dập quá trời luôn. Mà vô ngay từ đầu được anh dìu vào trong rồi đi vào câu chuyện xong rồi bị 3-4 người, thậm chí ban biên tập rất là ác ý là gài luôn cả người yêu hiện tại của Vi vào trong câu chuyện luôn. Thì không biết là nếu như ngày hôm nay về thì Dũng có nói gì mình không ta? Mệt ạ. Mệt á. Mệt á. Chứ nãy thấy là tin nhắn, hồi nãy là tin nhắn thật nha, tin nhắn từ máy điện thoại của ekip là chia tay đi là từ Dũng gửi tới luôn nha. Đó bây giờ mình chia sẻ với nhau đi các bạn, là về cái vấn đề này, cái vấn đề gọi là chuyện nhọc nhằn không rõ ràng trong những cái mối quan hệ tình cảm á, mà đại đa số hiện giờ thì anh thấy xu hướng của các bạn trẻ thường thường bây giờ là như vậy. Thì mấy bạn có thể chia sẻ được không? Ví dụ như Vi thì Vi nghĩ sao? Theo em á nha, thì là em thì em sống theo cái phương Tây, còn trước giờ em cũng chưa có tìm hiểu cái mối quan hệ nào ở, nói chung là với mấy anh ở Việt Nam. Thì theo cái cách nghĩ của em với lại kinh nghiệm của em, nói chung là không phải là quá kinh nghiệm nhưng mà em cũng tìm hiểu khá một số người, thì là ở bên phương Tây thường người ta chưa, mình chưa có xác định một cái mối quan hệ nào rồi đó, mình chưa có bạn trai với bạn gái nha, thì mình cũng có quyền mình đi tìm hiểu một cái người khác. Mình có thể tìm hiểu nhiều người với cái mức nào đó thôi, chứ không phải là em gặp anh rồi xong rồi mình đi nhậu đi này đi kia rồi anh vậy là nghĩ là đã thích nhau. Tức là anh hiểu ý của Vi rồi, tức là khi mà là một người độc thân thì bạn có quyền gọi là rắc thính cho người này người kia. Thì thật ra bên đây cái câu chuyện này ở Việt Nam cũng vậy. Cũng vậy thì em cũng thấy cũng khá nhiều bạn ở Việt Nam hay gọi là phong trào thả thính. Thả thính các bạn, thả thính tung lung tung bang trên mạng luôn. Thì về phương diện của cô gái đó thì mình không phán xét, không bàn tán, bởi vì đó là lối sống và cái cách cô đó chọn. Nhưng mà rồi cũng thấy hơi tội tội cho những chàng trai kia, nhiều khi người ta không biết là cô này đang trong một mối quan hệ open, là mối quan hệ mở với tất cả nhiều người, mà lại nghĩ là cô gái này đang gieo thương nhớ cho mình, chắc là cô gái này đang muốn tiến tới sâu hơn với mình. Ví dụ em gặp anh, em nói chuyện với anh sẽ tìm hiểu coi anh là anh đúng muốn rồi, như thế nào, thì anh sẽ nói chuyện một xíu là anh sẽ biết cái cô này, tính cách của cô này sẽ như thế nào, mình sẽ đón được. Ý của Vi có nghĩa là sâu hơn. Ý của Vi có nghĩa là chúng ta đừng đổ hết lỗi cho người con gái, mà có dung hai đối tượng của chúng ta luôn. Phải có nghĩa là chúng ta cũng phải tự đánh giá được đối phương chứ. Dạ. Chúng ta không thể nào đổ qua từ một phía được mà vội vàng kết luận đó. Nhưng mà cũng có một số bạn trẻ đó, Vi, có nghĩa là họ sẽ chủ động làm cái việc đó luôn, hiểu không? Họ sẽ chủ động gây hiểu lầm. Ví dụ như anh có hỏi với chuyện đó luôn á, anh cũng có đặt câu hỏi đó luôn, em ơi tại sao anh thích anh vậy, thì bạn nó nói một câu anh cũng khó cãi lại lắm là anh ơi, tình cảm mà mình đâu có nói trước được, tình yêu sét đánh nghe bao giờ chưa. Em nghĩ bây giờ không có cái vụ mà tình yêu sét đánh. Vi không tin là tình yêu sét đánh. Có, nhưng mà tình yêu sét đánh chẳng hạn như em với Dũng nha, là hai người là sét đánh. Đúng, gặp nhau chỉ là gặp nhau, mình lúc đầu thì hả mình biết là mình thích cái người đó, nhưng mà mình không bao giờ mình mở miệng ra mình nói em yêu anh hay là em muốn đi xa này kia, để mọi chuyện nó tự nhiên. Nhưng mà mình biết ở trong lòng cảm nhận của mình là mình có thể đi được dài được với người này hay không. Em lần đầu tiên mà người nào đó là em, ôi em đẹp quá hay là em anh thích em quá anh muốn cưới em hay này kia, cái đó là xạo. Never. Đây là một cô gái cũng khá là lý trí và rất là bản lĩnh á. Với góc độ là một người đạo diễn thì cách bạn xử lý các tình huống mà anh La Thành hay là em đặt ra cho bạn thì như thế nào ạ? Qua cái phần vừa rồi của Vi thì anh thấy tội nghiệp quá. Thấy quá là tội nghiệp, là một cô gái rất là mỏng manh mà vô đây bị hết 3-4 anh, ngay cả bạn trai mình cũng a dua tấn công dồn dập. Anh thấy cái khoảnh khắc anh thấy thật tội nghiệp nhất là cái khoảnh khắc mà Dũng gọi FaceTime với lại Vàng, là Vi hoàn toàn là sững sờ không biết phải nói gì, phải mất khoảng gần 1 phút mới định hình được là ok mình đang chơi một cái game này, và bắt đầu Vi mới enjoy cái vibe của mình. Thì Vi đúng là không phải là một diễn viên, nhưng mà trong những cái tình huống như vậy thì anh thấy là Vi cũng đã rất cố gắng rồi, và thấy đúng là rất là tội nghiệp khi mà đưa một cái cô gái vô một cái thế mà tấn công liên tục như vậy. Khó lắm các bạn, tại vì bản thân Vi không có quan điểm đó, không có suy nghĩ đó đó, mà bây giờ mà mình đặt Vi vào một cái hoàn cảnh quy định như vậy, Vi làm như vậy là anh cho là cũng ok lắm rồi. Tại vì em chỉ biết là bên biên tập, bên đạo diễn là nói bây giờ em cho anh cái game này thì là những cái tình huống tới em chỉ biết là em đón nhận thôi, chứ em không được chối cãi. Thì nói chung là ngày hôm nay rất là cảm ơn Vi đã đến đây rất là nhiệt tình để tham gia vào cái cuộc chơi ở Thực Khách Bá Đạo.
rất là nhiều tình huống đặt ra và ép cô gái mỏng manh, yếu đuối, nhỏ bé của chúng ta phải nhiều lần run sợ. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn yêu thương bạn Vi Phạm và cũng như tất cả chúng tôi tại chương trình Thực Khách Bá Đạo. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MTV Media và được phát sóng độc quyền trên hệ thống mạng xã hội MyClip, nơi đăng tải những video clip đặc biệt. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị lần sau tại chương trình Thực Khách Bá Đạo.